Kính chào quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh Test âm thanh của Tiến Dũng Audio. Địa chỉ số 115/24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời quý vị và các bạn bấm nút đăng ký kênh phía dưới và bấm vào biểu tượng hình cái chuông để nhận các thông báo mới nhất về các video clip do Tiến Dũng thực hiện hàng ngày. Tiến Dũng xin chân thành cảm ơn. Hôm nay, ngày 28 tháng 5 năm 2019, Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một số thiết bị âm thanh, đó là loa, âm ly và breakout. Xin mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Đầu tiên, đó là cặp loa Sequin Vega model LS15 hàng của Mỹ. Đây là cặp loa có cấu hình và công suất cũng như kích thước rất lớn. Phần vỏ thông bên ngoài được trang trí bằng simili màu vân gỗ đen, rất sang trọng, mạnh mẽ. Cặp loa sở hữu một bát 40cm, màng giấy gân mút màu đỏ và một loa chung giấy có phần mũi loa, hay nhiều anh em còn gọi là rốn loa, nhị loa, giống như cái hỏa tiễn. Một loa chép titanium, ở trên đây có logo của hãng Sequin Vega. LS15 của hãng Sequin Vega Mỹ. Đây là loa bên đây. Cặp loa vừa về ngày hôm nay từ nửa vòng trái đất. Tất cả zin nguyên bản tuyệt đẹp, bao gồm cả gân loa bass. Các tuyến loa đều màu. Chúng ta sẽ xem phần sau lưng. Đây là tổng thể phần sau lưng của cặp loa. Ở đây quý vị thấy có chạm loa và có một chữ phút, đó là cầu chì bảo vệ loa, rất an toàn cho loa. Nó sẽ tự động ngắt để bảo vệ khi cường độ quá tải. Và phía dưới đây đó là hai lỗ thông hơi khá lớn. Tôi ước tính khoảng cỡ 12cm trên một lỗ. Cặp loa có cấu hình rất lớn. Với kích thước chiều ngang 45cm, chiều sâu 46cm và chiều cao của loa là 94cm. Loa có công suất 400W, trở kháng 8 ohm và độ nhạy 102 decibel. Cặp loa có công suất và độ nhạy decibel rất cao, rất dễ phối ghép âm ly cũng như các dòng breakout. Loa có trọng lượng 30kg trên một thùng. Đây là ecang của loa. Khi chúng ta đậy vào thì tổng thể của cặp loa nhìn thế này. Sequin Vega LS15 thích hợp với đa thể loại dòng nhạc, từ tiết tấu chậm đến tiết tấu nhanh. Quý vị có thể nghe các dòng nhạc tiết tấu chậm, tiết tấu vừa và tiết tấu nhanh. Đặc biệt với dòng loa này, quý vị cũng có thể sử dụng để hát karaoke trong các không gian tầm 30 đến 80 m2. Tôi xin nhắc lại là chúng ta có thể sử dụng ở các phòng từ 30 đến 80 m2, âm thanh rất mạnh mẽ. Chúng ta không cần phải bổ trợ thêm bất cứ thiết bị nào như các súc hay là các dòng loa trợ lời. Âm thanh của cặp loa này rất mạnh mẽ. Cặp loa Sequin Vega model LS15 có giá 28.500.000. Ngày hôm nay tôi ghép cặp loa trên với chiếc âm ly Beuner model SX1050 hàng của Nhật, xuất cho thị trường Mỹ vào khoảng những năm 1972. Đây là chiếc âm ly cao cấp rất nổi tiếng và được nhiều các anh em chơi âm thanh quan tâm. Mặt tiền sáng choang, máy có cấu hình rất lớn. Sai ngang của chiếc âm ly này lên đến 52cm. Máy sử dụng 8 sò sắt và công suất nguồn là 490W. Máy kết nối được 3 cầu loa A, B và C. Mặt tiền sáng choang, không một vết trầy. Phần đèn radio màu vàng chanh, rất sang trọng. Chúng ta sẽ cùng xem phần nội thất của chiếc âm ly này. Trước mặt quý vị là phần nội thất của chiếc âm ly Beuner model SX1050 hàng của Nhật. Với thiết kế dày đặc linh kiện, chiếc âm ly có cấu hình rất lớn. Đây là phần tăng phô hay còn gọi là biến áp hình xuyến. Có kích thước khá lớn, tôi tính khoảng cỡ 13cm.
Đây là tụ lọc nguồn, hai tụ lọc nguồn cao và rất lớn, tôi ước tính gần bằng một lon bia trên một cái. Và trái tim của máy, đó là phần men công suất. Máy sử dụng 8 sò sắt. Chúng ta đang thấy 4 cái lưng của 4 cái sò phía trên và phía dưới có 4 con nữa. Đây là phần men bo kẹp chung với men công suất. Đây là phần bo rơ le bảo vệ loa, rất an toàn cho loa. Và phía bên đây đó là bo radio, bo thu đài. Phía đằng trước này đó là phần máng đèn trang trí và phía dưới cùng đó là phần rê amplifier tiền khuếch đại. Chiếc ly chơi đa thể loại nhạc và đa thể loại loa. Chúng ta có thể ghép vào hầu như các dòng loa từ bass 30 cho đến bass 40, thậm chí bass 50 cm. Âm thanh rất mạnh mẽ. Các dòng Sequin Vega tầm như LS15, tầm như D8E, tầm như 380SE hoặc tầm như D9, tất cả đều ghép rất tốt với model này 1050 của Beuner. Quý vị cũng có thể ghép vào các dòng loa JBL tầm bass 30-40 cm, âm thanh rất thoải mái. Chiếc ly SX1050 có giá 27.500.000. Tiếp đến, tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn về chiếc bộ rề bao của Lussmann. Model của chiếc rề đó là C1010 và model của chiếc bao là M4000. Như quý vị và các bạn đã biết, Lussmann thương hiệu thiết bị cao cấp, thương hiệu thiết bị âm thanh cao cấp đến từ Nhật Bản. Và đây là một model có cấu hình rất lớn của hãng Lussmann. Với chiếc bao model M4000 được thiết kế dạng mặt phay nhôm. Đây là hai phần nút volume của chiếc bao. Và phía bên đây đó là phần dàn đèn trang trí. Đây chúng ta thấy hai đồng hồ VU và phía dưới cùng đó là hai phần đèn tia dạng đèn LED. Phần trang trí rất đẹp. Và phía trên đó là chiếc rề C1010, thiết kế dạng mặt nhôm phay cao cấp. Máy có đầy đủ các tính năng từ cơ bản đến nâng cao. Anh em thấy ở đây có rất nhiều các tính năng, tất cả đều mặt nhôm phay vỏ gỗ. Phần vỏ gỗ được trang trí bằng vân gỗ lạng, bên ngoài là gỗ cẩm lai. Anh em nào đam mê đồ gỗ sẽ nhìn thấy đó là gỗ cẩm lai, đây là gỗ quý. Lussmann model C1010 và M4000 thích hợp cho các dòng loa có cấu hình lớn tầm như JBL 4425, 4430 hay các dòng L100 Century, L112, L166 hay các dòng L200 v.v. Tất cả đều cho âm thanh rất tốt. Quý vị cũng có thể ghép vào các dòng loa Beuner lớn tầm như HBM150, HBM100. Âm thanh rất mạnh mẽ. Với bộ rề bao này, Lussmann model của chiếc rề là C1010 và model của chiếc bao là M4000. Cả bộ có giá 37.500.000. Âm thanh rất mạnh mẽ. Bộ hai thiết bị vừa về, rất đẹp. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một bài nhạc qua bộ hai thiết bị, đó là chiếc âm ly Beuner SX1050 và cặp loa Sequin Vega model LS15. Bộ hai thiết bị phối ghép rất ăn ý ở phân khúc giá tầm trung. Anh em cũng có thể phối hợp với một chiếc vang số để thi thoảng có thể hát karaoke. Với những chiếc vang số như thế này thì có giá tầm trên dưới 3 triệu đồng. Đã gặp nhau rồi sao em không nói, sao em cúi mặt, em giận hơn anh. Rồi đây khuya nay em về chẳng gửi.
Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị quan tâm sản phẩm nào, xin mời liên hệ trực tiếp cho Tiến Dũng. Số điện thoại 0989 034 764. Tiến Dũng giao hàng toàn quốc. Xin chào tạm biệt.